Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của bé Linh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Thì như phía trước bác quý vị đã thấy đó, mai thì dáng rất là đẹp ha. Dáng đẹp, đế cũng đẹp luôn ha. Đó, hai hàng rất là đẹp ha. Đây, chào em. Dạ em chào anh, con chào cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc ngày mới. Con chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Nay con có về 30 xôi mai để giao lưu cùng cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ giùm con. Chương trình bên con là bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc nha. Rồi con tiến hành mai mình một. Mình là thuộc dòng dạ, mai gì em? Là mai dảo lá gai bông từ 6 tới 12 cánh cô chú anh chị. Rồi dạo cây số 1 dạ, nha quý vị. Số 1 chiều cao là 1m. Mét. Dạ quỳnh thân là 15. Rồi. Đế đều bốn mặt luôn nha cô chú anh chị. Hai cành cũng rất là đều luôn. Cái này giao luôn nhiêu em? Dạ, cái số 1 này con có giá là 600 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cây số 2. Số 2. Dạ chiều cao là 91. 91 cao. Dạ hoành thân là 12 hơn gần 13 luôn nha cô chú anh chị. Rồi chính xác ha. Dạ. Để đây quý vị. Để nơm lên rất là đẹp luôn. Để nha. Để đều ha. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ cây số 2 này con có giá là 700 ngàn. Rồi 700 ngàn xuống cây. Rồi tiếp theo là cây số 3. Dạ chiều cao là 1m15. Số tay cành luôn ha quý vị. Dạ, dạ hoành thân là 15 yếu miếng nha cô chú anh chị. Rồi chính xác. Để đây đó. Để đều 4 mặt luôn. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ cây số 3 này con có giá là 600 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Cây số 4. Dạ chiều cao là 82. Dạ hoành thân là 14 hơn nha cô chú anh chị. À, chính xác. Để đều 4 mặt luôn. Để đều ha. Dạ. Rồi cây này mình giao luôn nhiêu em? Dạ cây số 4 này con có giá là 600 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Cây số 5. À, dáng đẹp quá ha. Dạ. Dạ chiều cao là 79. 79 có tay cạnh luôn nè. Dạ hoành thân là 14 nha cô chú anh chị. Rồi chính xác. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cái số 5 này con có giá là 700 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Cây số 6. Dạ chiều cao là 78. Dáng tựa như cây hồi nãy ha. Dạ. Dạ hoành thân là 18 nha cô chú anh chị. Đấy rất đẹp đó. Cây này đẹp hơn cây hồi nãy. Cây giao luôn nhiêu em? Dạ, dạ cây này cây số 6 này có giá là 1 triệu. Rồi xuống cây. Tiền nào của nấy mà ha. Cây số 7. Rồi mã số 7. Dạ chiều cao là 60. Dạ hoành thân là 18 nha cô chú anh chị. Rồi mình xen vòng luôn. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ cây số 7 này con có giá là 700 ngàn. Rồi xuống cây. Cây số 8. Dạ chiều cao là 79. Dạ hoành thân là 15 nha cô chú anh chị. Rồi giao luôn nha em. Dạ cây số 8 này con có giá là 900 ngàn. Rồi xuống cây. Cây số 9. Dạ chiều cao là 54. Sức cầm. Dạ hoành thân là 23 hơn gần 24 rồi nha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng già cây dữ ha. Cây này có hiện tượng lạ nha cô chú anh chị. Đây để mình quay đế một cái rồi mình kéo lên nha quý vị. À, trong mình cũng lục cục lòn hòn ha. Nổi giống như liệt sĩ vậy. Rồi cơ bắp thì nổi quá ha. Giao luôn như em. Dạ cây số 9 này con có giá là 1 triệu 800 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Cây số 10. Dạ chiều cao là 89. Dạ hoành thân là 15 hơn. Rồi. Rồi cây này giao luôn nhiêu em? Dạ cây số 10 này con có giá là 800 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây số 11.
Dạ chiều cao là 86. Dạ quanh thân là 17. Rồi, chính xác. Để rất đẹp luôn nha con. Để lực của hang. Dạ. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ cái số 11 này con có giá là 1.200.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 12. Dạ chiều cao là 1m17. Dạ hoành thân là 14. Rồi, sen dòng đế luôn. Đế đều bốn mặt luôn nha cô chú anh chị, tay cành cũng đều luôn. Tay cành đều luôn. Dạ. À, đế đều ha, tay cành đều. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ, cây số 12 này con có giá là 1.000.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 13. Dạ chiều cao là 1m. Dạ hoành thân là 15. Rồi, sen dòng luôn. Rồi, báo giá luôn em. Dạ cây số 13 này con có giá là 1.000.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 14. Dạ chiều cao là 90. Dạ hoành thân là 15.5. Rồi. Thân lạ lạ ha. Dạ. Rồi, giao luôn như đây em. Dạ cây số 14 này con có giá là 1.200.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi tiếp theo là cây số 15. Dạ chiều cao là 82. Có tay cành luôn ha. Dạ. Thân dặn lắc luôn ha. Dạ hoành thân là 17 hơn nha cô chú anh chị. Rồi để đẹp luôn nè. Để đẹp ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ cây số 15 này con có giá là 1.400.000. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo là cây số 16. Dạ chiều cao là 1m27. Dạ hoành thân là 18 hơn. Rồi. Rồi giao luôn như em. Dạ cây 16 này con có giá là 1.600.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây số 17. Số 17 giá cao. Dạ này là hết. Tính mét rưỡi đi ha. Dạ. Tay cành cũng quá xá luôn nè. Lùng quá em đo không tới rồi. Lùng quá em đo không tới ha. Chiều cao trên thân. À, dạ hoành thân là 20 hơn nha cô chú anh chị. Đường thân đẹp quá nè quý vị ơi. Rồi, cái này cho luôn nhiêu em? Dạ, cây số 17 này con có giá là 1.800.000. Rồi, được cây mai đẹp luôn ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo là cây số 18. Trực, tay cành đều. Dạ, chiều cao là 1m29. Dạ, hoành thân là 14 hơn, gần 15 luôn nha cô chú anh chị. Rồi. 15 yêu miếng. Rồi, cho luôn nhiêu em? Dạ cây số 18 này con có giá là 1.000.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây số 19. Dạ chiều cao là 1m36. Tại cành quá xá luôn ha. Dạ. Dạ hoành thân là 18. Rồi chính xác. Để đều, à, để đều ha. Tại cành ở trên thì quá xá đẹp rồi. Dạ. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Cây 19 này con có giá là 1.800.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 20. 20. Dạ, chiều cao là 1m30. Dạ, hoành thân là 17.5 hơn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cây này cho luôn nhiêu em? Dạ, cây 20 này con có giá là 1.600.000. Rồi, xuống cây ha. Rồi, lên cây mới luôn. Cây số 21. Rồi, tay cành đẹp quá. Dạ, chiều cao là 1m38.
Dạ Quỳnh Thân là 16. Đế cũng đẹp luôn. Cây đặc đặc hết rồi ha. Dạ. À, giá luôn nha em. Dạ, cây 21 này con có giá là 1.400.000. Rồi, xuống cây luôn. Bao sống bao ship toàn quốc luôn nha quý vị mình ơi. Dạ bên con bao sống bao ship toàn quốc luôn. 22 cao. Dạ chiều cao là 1m36. Rồi. Dạ Quỳnh Thân là 16 hơn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, báo giá luôn em ơi. Dạ cây số 22 này con có giá là 1.000.000. Rồi, xuống cây. Cây số 23. Dạ chiều cao là 1m32. Dạ Quỳnh Thân là 20. Dưỡng. À, để đẹp ha. Dạ. Dáng cũng đẹp nè. Rồi, giao luôn như em. Dạ cây 23 này con có giá là 1.600.000. Rồi, mình xuống cây luôn. Cây 24. 4 cái dáng lạ ha. Dạ, chiều cao là 68. Cái này cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Dạ chiều cao là 17. Ồ, Quỳnh Thân là 17. 17. Đó. Có dáng lạ nè. Có nhánh hồi nữa nè. Bay hồi bay tới hai đường bay luôn ha. Dạ. Đây, cây lạ. Dạ cây 24 nhiều. Này, cây 24 này con có giá là 2.000.000. Rồi, cây độc lạ quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Cứ tạm gì chơi nha cô chú anh chị. Dạ cây 25. Dạ chiều cao là 1m34. Dạ Quỳnh Thân là 16 nha cô chú anh chị. Rồi. Có rễ trường dưới ha. Dạ. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ cây 25 này con có giá là 1.500.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây 26. Dạ chiều cao là 1m34. Dạ Quỳnh Thân là 19.5 nha cô chú. Rồi. Cây này rất là mảnh cây xum xê lá luôn. Rồi, giao luôn nha em. Dạ cây 26 này con có giá là 1.300.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây 27. Dạ chiều cao là 1m02. Dạ Quỳnh Thân là 16. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ cây 27 này có giá là 600.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây 28. Dạ chiều cao là 98. Dạ Quỳnh Thân là 17.5. Rồi. Cây này sẽ tự rồi nha cô chú anh chị. Đó, ngay đây cũng có nè. Dạ. Cái xanh xanh vậy đó rồi đó. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ, cây 28 này con có giá là 600.000. Rồi, xuống cây luôn. Cây 27. 28 rồi. Dạ, tên. Dạ, cây 29. 29. Dạ, chiều cao là 1m04. Đang điểm ngược. Này 29 nha quý vị. Dạ, 29. Dạ, chào. Quỳnh Thân là 16. Rồi. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, cây 29 thì con có giá là 650. Rồi, xuống cây luôn. Rất là mạnh cây ha. Dạ. Xịt được rồi. Cây 30 này cũng là cây cuối cùng của clip con luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cao. Dạ, chiều cao là 88. Dạ, Quỳnh Thân là 18. Rồi. Đế cũng đều bốn mặt luôn. Rồi, mình giao luôn nhiêu em? Dạ, cây 30 này con có giá là 800.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, quý vị mình đến đây là kết thúc quý vị ơi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào cứ alo liền cho Linh ha quý vị. Rồi, quý vị nào xem chưa có bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung rung có chữ tất cả để mình kịp thời nhận được cái thông báo sớm nhất để mình chọn cây nha quý vị.
Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.